chào quý vị và bà con. Cơ giới hóa trong nông nghiệp là một điều hết sức cần thiết và nhanh chóng để nắm bắt cơ hội phát triển cùng với thế giới. Việt Nam là một nước nông nghiệp nhưng vẫn xếp trong hàng nông nghiệp lạc hậu, chưa phát triển, vẫn lao động phổ thông, dùng cuốc xẻng chân tay nhiều.